trả lời thử nhá. Công việc yêu thích nhất của những đôi uyên ương trong đêm tân hôn là gì? Biết rồi còn hỏi. Anh chỉ được cái hiểu ý em. Em đã chuẩn bị sẵn rồi đây này. Cái gì đấy? Kéo hả? Làm gì? Cắt. Cắt ở đây là cắt phong bì. Em ơi, em thích nhất là cái khoảnh khắc này đấy. Ôi, toát mồ hôi hột. Bây giờ này nhá, anh sẽ làm nhiệm vụ cắt phong bì cho em. Còn em sẽ ghi tên những người nào mừng mình để sau này mình còn đi mừng người ta. Rồi, nhất trí. Đầu tiên là ai đây? Anh ghi đọc tên đã. Anh chị. Anh chị gì đây? Anh chị Hạ Bộ. Hạ Bộ. À, chồng tên Hạ. Chồng tên Hạ, vợ tên Bộ, nguyên cả cụm. Hạ Bộ mừng bao tiền anh? Em ơi, nửa triệu em ạ. 500 à? Hôm đấy là hai ông bà đi một người hay hai người ấy nhở? Hôm đấy đi cả nhà 4 người em ạ. Gì thế ta, sao 4 người? Thì hai đứa con nữa. Cứ để đây vậy. 100. Ôi, đây này. Hồng Văn Pháo. Hả? Hào Văn Phóng. Mấy trăm anh? Mấy trăm? 1/5 của 1 triệu em ạ. Anh xem có lẫn ở trong đấy không? Đi qua 200 là như nào? Chắc là cái phong bì này nó bị thủng rồi. Thủng làm sao được? Bây giờ anh mới cắt mà. Anh không bảo với người ta là anh ấy đi ăn đám cưới buffet à? Hả? Thì mà thôi. Không biết gì. Quan trọng gì em, tình cảm là vui rồi. À! Em rõ ràng em đã ghi trong cái thiệp đám cưới của vợ chồng mình là đi ăn đám cưới ở quán buffet. Thì tức là mình được ăn một cách tóe lóe. Thì người ta phải mừng tóe lóe, thế tại sao lại mừng có 200.000? Vẩn. Đâu rồi? Đấy, phó phòng mà còn đi có 200.000, có biết nhân viên đi bao nhiêu tiền? Thế đi, ai? Em ơi, tấm phiếu mua hàng siêu thị tung tăng giá 1 tỷ. Ôi, 1 tỷ á? À không, 1 triệu. Sao bạn anh nhiều người rảnh thế nhở? Rảnh gì? Sao cái tiền này nó không quy ra tiền mặt cho nó dễ, lại còn phải đi mua phiếu mua hàng để tặng? Vợ chồng mình mới cưới đúng không? Bao nhiêu thứ phải lo toan, bao nhiêu thứ chưa mua đúng không? Mình đi siêu thị nhá, tiện thể mình mua luôn. Anh xem ai gửi đi để em biết đây. Họ đoán tên gửi. Họ tên đầy đủ là đoán xem ai gửi. Chị em phải kiểm tra lại cái này đi. Dạ, làm gì có, em chả thấy cái dấu riếc gì ở đâu đây à? Đây này, dấu này, dấu đỏ này, đỏ chất chênh chọt này. Đây này, chỉ áp dụng lúc 17 giờ. Ngày hôm nay. Ôi rồi, 3 giờ rồi. Vợ chồng mình đi luôn đi. Thôi đi làm cái gì, anh làm sao đây? Bây giờ còn bao nhiêu phong bì, còn quà cáp phải bóc ra để mà cất đi chứ. Em hay nhở, bây giờ mình không đi ấy, là mình mất luôn 1 triệu đúng không? Khổ. Cái này mình để tối về mình làm cũng được mà. Quá, anh làm sao thế? Những cái phong bì này mình làm chỉ mất 1 tiếng nữa thôi, sao vợ chồng mình nghĩ ra đấy? Em không đi ấy, coi như là mất trắng 1 triệu này. Hả? Nó nhá, nó gấp 5 lần cái này này. Thấy chưa? Gì? Ôi giời ơi. Eo ơi, em thất vọng về anh cực kỳ ý. Cái gì? Hồi mới yêu nhau anh bảo cưới nhau về anh sẽ làm nô lệ cho cuộc đời em. Bây giờ nô lệ kiểu gì anh bắt tôi xách hết đồ từ dưới tầng lên, anh có biết nó nặng như thế nào không hả? Tại cái ông đoán xem ai gửi chứ. Ông ấy mừng vợ chồng mình 1 triệu mà cuối cùng vợ chồng mình đi mua hết 5 triệu. Bạn anh, trời khập lắm ý. Mà chả hiểu ông ấy là ông nào, anh phải gọi điện tra xem ai đi. Em ơi. Gì? Mình vào nhầm nhà hay sao ấy? Anh dở anh. Nhưng mà anh nhớ rõ là trước khi đi anh để con SH Samurai Hip Hop của anh để đây mà. Rồi. TV. Tôi cắp chứ cản không? Quà. Chứ gắm lên từ phong bì. Anh ơi. Anh ơi, phong bì của em. Quà đám cưới của em. Ôi trời ơi. Cái TV em vừa mới mua. Anh ơi. Vào. Ôi, anh ơi. Ai làm cái này? Này, có cả huyết thư để lại này. Bây giờ thì biết ai rồi chứ? Ta cả. Trời. Cô ơi, cháu lấy được rác cô ơi. 3 ngày nay không lấy.
Chào em. Chào anh ạ. Em đi đâu đấy? Anh đứng ở đây làm gì đấy? Anh đứng để anh xem cái xe của anh kiểm tra xem có vết xước sơn nào không. Với lại anh thử xem có đủ cân không mà. Cái gì cơ? Anh bảo là xe này là của anh á? Đương nhiên. Em nhìn xem cả cái vùng rộng lớn này, cả một con đường thênh thang này, làm gì còn ai khác đứng cạnh cái xe này. Đương nhiên đây là xe của anh. Em phải công nhận xe của anh đẹp thật đấy. Anh mua có đắt không hả anh? Ôi, còn vẹt mà, có hơn 100,000. Anh nói thật nhá, con xe này anh mua chỉ để đi uống trà, phục vụ cái thú vui tao nhã của anh thôi. Chứ còn những cái việc khác á, anh đi những con xe đắt tiền hơn nhiều. Một cái xe sang trọng như thế này mà anh chỉ dùng để đi uống trà. Tất nhiên. Anh tào nhã thật. Anh quá tào nhã. Chờ anh tí nhá. Alo, nước giác à? Lấy sau. Anh nói thật với em nhá. Dạ. Cái xe này ấy, một năm anh chỉ đi 2-3 lần thôi. Còn cái việc thường xuyên anh hay đi là anh dùng một con lộng lại hơn rất nhiều, đắt tiền hơn rất nhiều. Đây là chưa kể đi chơi, anh còn dùng con cánh vảnh cơ. Xuống vắt là cánh vảnh lên đi, rất sang trọng, lịch lãm. Anh đại gia thật đấy. Anh đại gia quá gì nữa. Anh ơi, em hỏi ký không phải. Anh thì đại gia như thế, xe anh thì đẹp như thế này. Thế mà sao cái điện thoại của anh trông có vẻ không phong thủy lắm nhỉ? Ôi giời, anh nói thật với em nhá. Điện thoại đẹp hay xấu không quan trọng, mà quan trọng nó là người dùng, em hiểu không? Cái điện thoại của anh ấy, nó như thế là bởi vì anh là người hoài cổ. Đấy, ngày xưa khi cả thế giới chưa ai có điện thoại, anh đã có nó để nghe gọi. Chính vì thế nên anh rất là coi trọng đồ cổ, anh thích đồ cổ. Anh thích sưu tầm đồ cổ à? Đúng rồi. Anh đang làm nghề gì ạ? Anh buôn nước rác. Anh là anh làm rất là nhiều ngày. Ví dụ như là lúc anh làm thợ xây này, lúc thì anh lại đi buôn đồng nát để nhiều khi hứng chí anh lại lên bán quán ở cổng trường cấp 3. Thế là nghề gì anh làm hết. Thế là thế nào ạ? Không, ý anh là nhà anh có cả một công ty đa ngành đa nghề em ạ. Về vật liệu xây dựng này, về ăn uống này, rồi là về đồ điện tử các thứ. Anh dịch nôm na như thế để cho em dễ hiểu thôi. Đấy. Ra thế ạ. Em trông đẹp này, đi đâu đây? Em đang định đi có tí việc ạ. Nhưng mà bởi vì em đang gặp phải một tên khoác lác nên em chưa đi được. Láo, láo quá. Đứa nào dám cản đường em? Cả khu này á, em chỉ cần nói tên phát anh xử lý ngay, cho anh một tí. Các em chuẩn bị nhá, anh gọi phát lên đường luôn. Thôi anh ơi, em xin ạ. Mấy cái đấy em có thể tự giải quyết được. Tự giải quyết được cái gì? Xe của anh đẹp thế, có khi cho em đi nhờ một đoạn. Ôi trời ơi, người phụ nữ xinh đẹp như em xứng đáng phải ngồi lấy cái xe đẹp, yên tâm. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em ơi, từ nãy giờ anh mở cửa vào ấy, xong rồi anh lại đóng cửa lại, anh lại chốt để chìa khóa trong xe. Thế nhưng mà bây giờ anh đang đi tìm gạch để anh đập kính mà không lấy được chìa khóa. Nhưng mà thôi, cái chuyện đấy là chuyện anh tính sau. Bây giờ anh muốn hỏi em là em có thể cho anh số điện thoại này, Facebook, Zalo để thỉnh thoảng anh đánh vào xe đến mời em đi uống trà đạo được không? Dạ, anh chờ em một tí ạ. Cửa xe mở được rồi đấy em này. Hay quá. Sao nhỉ? Lại đóng em ạ. Vâng xe ạ. Này như có ma. Không phải đâu anh ạ. Người anh ạ. Người à? Chìa khóa mà. Em. Thế hóa ra em. Em là chủ cái xe này à? Dạ vâng ạ. Em chào anh nhá. Em ơi. Em ơi. Anh bảo đây. Đây. Em ơi. Anh. Ôi. Em ơi. Ê. Tuyệt. Cho một tí. Thiết kế được một cái váy nó đẹp lông lộng như thế này nhỉ? Ngon. Quá ngon chứ còn gì nữa. Em nói nghe, em đi mấy cửa hàng mới mua được mấy cái váy này đây. Giá mà bây giờ vợ anh gầy đi còn mấy cân nữa thôi thì ngon rồi. Trời ơi, ngu đi. Chứ phải ngu. Em mua được hàng giảm giá đấy, mất nhiều tiền của anh đâu. Thế mà cũng vào được tiền. Em bảo này, anh ngắm cho em đi. Xem là bao giờ mà em bị sinh nhật quá. Ý, em diện cái váy nào đẹp. Đẹp. Cái nào đẹp? Cái trái, cái phải. Ủa lại vứt đi rồi. Sao lại vứt đi? Vứt đi là vứt đi thế nào? Của một đống tiền người ta đấy. Giờ tinh thần rệu rã hết cả làm gì. Bao giờ tôi gầy được tôi mặc, tinh thần nó lại lên cao, được chưa? Ra ngoài. Mình ngắm cho em xem cái nào đẹp. Đẹp quá. Này, thế này giờ là để ý bóng đá không để ý đi tôi đấy à?
Chứ hỏi cái gì ông nghe cái gì ông đấy? Thế từ nãy giờ em nói chuyện gì? Thì em đang hỏi mấy cái váy anh nói chuyện đi đâu đấy? Váy thì ở trong tủ em đầy chứ còn gì nữa. Mất của anh chục củ này có phải ít đâu. Chục củ? Cái tiền đấy bây giờ đầu tư cho vợ sắm sửa có phải là tốt không? Thì rồi em đi. Nói bé thế em đi mua thêm mấy cái. Gì? Như nào? Nhưng mà anh đang... Bây giờ không quan tâm gì vợ con à? Anh đang đau bụng anh. Đau bụng gì? À, thôi được. Ôi trời ơi. Quấn hết anh lên. Trời ơi. Cũng thì nào mà chấp nhận được. Cái gì yêu tôi thì nói như thế nào? Bây giờ em muốn cái gì cũng được. Anh chiều tất. Bây giờ thì bỏ mặc tôi như thế này đấy. Cứ béo lên một tí chứ có làm sao đâu. Béo khỏe béo đẹp chứ làm sao đâu. Cái gì? À, mày à. Tao đang điên trong chồng nhà tao. Đấy. Mua được mấy cái váy đẹp ơi đẹp. Sáng giờ sửa ra sửa vào, thử lên thử xuống. Mà hỏi lão có thèm để ý gì đâu. Tao để ý rồi nhá. Từ ngày nhá mà tao béo ra là lão không còn có nhiều tình cảm quan tâm gì đến tao nữa. Tao chán hết người này này. Phong thủy á? Thế mày nói thế nào ấy chứ? Phong thủy thì liên quan gì đến cái chuyện giảm cân? Giảm luôn 5 cân. Người đẹp body chuẩn luôn. Ôi trời ơi, này tao chơi với nhau bao năm mà tại sao bây giờ mới nói? Mày shipper ngay cho tao cái ông thầy phong thủy đến đây nhá. Nhà này bài trí cũng tạm được. Dạ. À, hòn non bộ quá. Vâng. Khá nhỉ? Khá. Thầy ơi. Hả? Em nghe danh thầy đã lâu ạ. Thầy làm nào thì làm ạ. Thầy cho em gầy đi ạ. Chứ bây giờ em béo ra nhà em không yêu em nữa. À tức em là... Em mặc được cái váy nào. Ý cô là tức là muốn bài trí nào để nó phong thủy cho cô gầy đi cái gì? Vâng ạ. Hả? Thầy làm thế nào thì làm thầy ạ. Chứ bây giờ em thấy là nó đang không phong thủy. Thầy cố gắng thầy làm cho cái phong thủy của em nó thật là phong thủy vào. Để cho em nó bớt cái phong thủy đi cho nó thật là phong thủy ạ. Cô gặp được tôi là rất may đấy. Ui dồi ôi, dạ vâng à, may quá. Ừ, tôi mà đã giúp cô ấy. Vâng. Thì cô chỉ có béo múp trở lên thôi. Thầy nhầm thế nào ấy? Em đang muốn giảm cân, thầy lại bảo em béo múp lên là thế nào? Bây giờ em chưa đủ để múp à? Tôi, trứng vịt lộn. Cô chỉ có gầy sọp đi. Gầy sọp đi. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ xem hướng cho cô xem thế nào nhé. Xem hướng ạ? À? Vâng. La bàn để xem hướng đấy. Vâng. Nhà mình ở cái hướng này là dễ là hướng dương đấy. Thế đông tây nam bắc tôi thấy hướng dương à? Hướng dương, cô có hiểu hướng dương là gì không? Không ạ, hướng dương thì em chỉ hay cắn hạt hướng dương thôi ạ. Hướng dương tức là hướng mặt trời đấy. À, dạ. Cô hiểu chưa? Chưa. Cô chỉ được chứ còn tất cả mọi thứ của cô thấp. Thầy cũng nói thế. Thế thì hôm nay em mới nhờ thôi, đến đây. Yên tĩnh để cho thầy 5 phút để thầy xem. Cứ làm ồn nó mất linh nhá. Đã bảo yên tĩnh nè. Ngạc nhiên mà cứ thoại nói linh tinh là hướng nó chạy mất. Đúng chưa? Thầy ra cái gì đấy ạ? Ra hướng rồi đi xe ra. Xe ra. Cô đi đâu đấy? Em đi theo thầy. Theo tôi làm gì? Theo tôi đi. Thôi, của cô cả. Tôi đi về. Thầy đi đâu? Em tưởng là thầy đi dạo nhà em thì em đi đường, em chỉ đường cho thầy mà. Đứng im ở đây để tôi tác nghiệp. Cô đi theo nó mất linh. Vâng. Đứng im nhá. Vâng. Cấm đi theo. Đi vào bếp làm gì thế nhở? Biết có ra cái hồn gì không? Cẩn thận tiền mất tật mang thì chết. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Này, mày ra đây. Thằng này hôm nay nó loạn, thằng này ra đây. Ok. Này, làm gì đấy? Này, anh thấy em ngồi lù đây. Mà em để cái thằng đầu chọc này nó loạn vào bếp nhà mình. Làm loạn bếp đi. Sao lại bảo là thằng? Đây là thầy. Cái thằng dở hơi mà gọi là thầy á? Sao lại bảo là thằng dở hơi? Đây là thầy đấy. Ok. Ông đừng phát ngôn linh tinh nhá. Thầy kiểu gì? Thầy phong thủy. Khổ quá. Về đây làm gì? Em giảm cân các kiểu rồi mà không được. Bạn em chỉ cho em là phải mời thầy phong thủy về đây. Biết đâu em lại giảm được cân thì làm sao? Thế phong thủy kiểu gì mà vào bếp nhà mình như thằng ăn trộm? Này, đóng tủ lạnh lại xong rồi lấy băng dính cuốn chặt lại, nhổ vòi ga ra khỏi bình. Gói lại cả bếp ga đôi nhà mình là thế nào? Cái bếp ga của anh mua mười mấy triệu ấy. Thế là thế nào? Thế phong thủy kiểu gì thế?
tôi nói cho ông nghe nhé. Dán tủ lạnh lại để khỏi lấy đồ ăn. Khóa bếp ga lại để khỏi nấu nướng. Thế là chị nhà mới giảm cân được chị. Thế bố con tôi ăn bằng gì? Đây là chuyện của bố con em. Thầy của các loại thầy đây này. Em muốn gầy gì? Anh mua cho em mỗi ngày 5.000 bún. Mỗi bữa em nuốt đúng 3 sợi mà nuốt dọc như thế này này. Khỏe mãi em. Nhá. Úi dồi, cái này này. Úi dồi. Úi dồi ôi. Trời ơi. Quả penalty 11 mét mà đá ra ngoài. Chết chao nhá. Đừng xem đấy. Trời ơi, lại mất của tôi mấy củ rồi. Tóm lại là phong thủy cái kiểu gì đấy. Ôi trời ơi. Thôi thì không phong thủy gì nữa đâu nhá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.